bị kéo máy mắc lầy các bạn ơi. Vệ sinh máy này nó khô quá, không có nhả sạch được. Cái đường quá trời lầy à, mưa bão nữa, thêm dịch bệnh. Lái máy cắt giờ ẩm tô tí luôn rồi. Quá nhẹ nhàng. Tới công chuyện rồi đó. Còn có 1 khúc nữa các bạn ơi. Nhưng mà rất là chẳng ai nha. Phía bên đây có chiếc máy nó đang cắt nữa nè các bạn. Như là còn 5-6 chiếc máy nó đang cắt ở phía sau đó. Cái sóng này đi đâu nữa Tùng? À thấy rồi. Vậy đó hả? Ủa, chắc tới đêm nữa quá. Nửa đêm à. Ăn vừa ăn nhanh lột bằng miệng luôn, khỏi dao luôn nha các bạn. Rồi máy chuẩn bị cắt luôn rồi. Cái đường bữa nay hơi bị lầy lội nha các bạn ơi. Vô đây thấy gì chứ cắt cả buổi trời đó. Dễ lầy lắm, dễ lúng lắm, đỏ các bạn thấy chưa. Một chiếc không dám cắt, mấy chiếc kia nó bỏ đồ hết trơn rồi. Chủ ruộng kêu mấy anh em cắt tiếp giờ làm nè các bạn ơi. Hôm nay mấy anh em mới cắt đẩy hết rồi, chỉ còn hai chiếc này. Mới cắt ngắn quá, nãy giờ được chút xíu mà nó lúng tới lúng lui. Gặp sình dẻo là thua rồi, chiếc máy đã bỏ luôn rồi đó các bạn, chạy bên kia rồi. Cắt cặp nãy chiếc kia nó bị lúng, chiếc này kéo lên xong rồi nó không dám cắt luôn rồi.
luôn. Đường nó mới xuống là dính chưởng hả? Này nó hơi khô. Chạy tuốt bển này. Chị này cắt tay luôn các bạn. Lúa này nó trúng lắm trúng các bạn ơi. Bông nặng hạt lắm. Nhưng điều là cái lá nó không được tốt thôi. Không có bị lép như ở dưới dòng ghiền. Trước cắt là cái lá lúa nó còn xanh dần luôn các bạn, mà năm nay nó chín vàng là mấy bạn biết là chờ nó chung là chờ để thu hoạch á, là mấy bạn biết là chờ khi nào không? Quá trời lâu luôn, có mấy chỗ mà nó chín gục gã luôn, nó sập xuống là lúa nó lên cả gan luôn các bạn. Tiếp tục xem giải cứu lần thứ hai. Bao chơi xích rồi.
tài xế còn ngồi trên nóc nữa. Gia đình ra cắt tay luôn các bạn ơi.